Mỹ Trinh. Hôm nay ngày bà ngày mẹ là bản kiếp số hồng trần trở về làm con cho Đức Phật. Suốt mấy ngày qua cũng được sự tin tưởng và tín nhiệm của gia đình có cho về cơ sở mai táng Tân An đến đây làm lễ an táng cho người bà người mẹ để đáp lại lòng thương yêu và tin tưởng của gia đình, nên trại hòm Tân An có phụng cúng cho gia đình một lớp kỹ sử khóa hoàng người con báo hiếu. Và cho biết chúng em chú cháu trình diễn nếu có điều chi sai sót, xin ông bà cô bác niệm tình tha thứ bỏ qua cho. Lời nói cuối cùng Dương Kiến Thiện xin thay mặt cho anh em trong ban nhạc lễ cổ truyền, nhóm nghệ sĩ lễ thi trại hòm Tân An xin kính chúc quý quan khách được phúc sanh phú quý gia đường thành, lộc tấn vinh quang tử tôn hưng, tứ thời hạnh phúc lâm môn hạ, bát thí kim ngân tích xá trung. Và cũng không quên cầu chúc cho bốn bậc sĩ nông công thương sĩ thì được thăng quyền tiến chức, nông nghiệp gia ruộng rẫy trúng mùa, công việc làm đắc quả thành công, ngành thương mại mua may bán đắt. Giờ đây chương trình phụng cúng cơ sở mai táng Tân An chúng em chú cháu xin phép được bắt đầu. Và trước khi mà bị diễn truyền nổi lên ba hồi trống lịnh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
thức thú, ai chăm thức thú đại bất độc, mau đến đó hỏi qua cho trung tâm. Hả bá? Nguyên sĩ có điều gì mà cản đứng chân ta? Dạ bậc, cốt nàng con gái xin được dập dọc chuyện kiến. Được rồi, cho nàng ta hậu nhập cả nha. Đấy, chân hỏi à. Dạ, tiên nữ xin ra mắt đại quan, ngược kính chúc, bước như trường hồ. Ba vợ nàng hãy đứng lên. Dạ. Nàng kia nghe ta hỏi nàng từ đâu tới đây, giờ phải đưa cái điều chi mau khá khó. Dạ, trên đại quan có lộc an ngồi, dưới cho phép tiên nữ khá trinh ngột. Thiết lại. Dạ, và không có dấu gì đại quan. Số mấy đêm qua tôi đi tìm mặt tôi. Nơi đây dòng bình bồn soi, nếu chớ vàng ta chẳng gì tình. Dạ bóng đại gia, lời lời nói đó. Tôi dẫn dặm cho cái hoa đại đồng, chỉ không tìm kiếm. Như ta muốn biết, nàng quê quán ở đâu? Anh nàng tên gọi là gì? Nàng hãy mau thông bài. Nếu như ta biết, ta chỉ giúp nàng nghe ta hỏi trả lời quê quán ở đâu? Dạ, huyện Châu Thành, Long An, quê ở. Còn anh của nàng tên gì? Anh của tiểu nội Nguyễn Như Khung, Hồng Sói. Người mà nàng tìm kiếm có vai sai lạ chính là ta. Nàng lại ta cho phép diễn kiến cùng bộ chứ ta. Hãy à, ô kìa, Hiền Mũi, Hiền Mũi, em đi đâu đây? Trước khi em đi dặn bảo đó rồi. Mẹ ở nhà tuổi hạ đã cao bổ, thật là con gái sao qua nhà lo phụng dưỡng. Ra đồng quan ái của điều kiên, mau mau trở về mà phụng dưỡng cho mẹ đi. Hiền quân, mau lên. Hiền quân ơi, sao đã ba năm qua cho huynh đây được biết mẹ như thế nào. Mẹ vẫn mạnh khỏe chờ đợi Hiền huynh về sớm hơn, có đúng hay không? Từ từ bình tĩnh nói lại cho huynh nghe, mẹ đã sao? Thank you.
thì ở lại giữ ải đồng quán để bộ chức về thọ ta cho mẹ chức yên chức bà họ. Chức bà à. Thank you.
Yeah.
thì hãy xây mặt ra bên ngoài để cho trình lễ cảm tạ phí văn khách. Xin mời các anh các chị có để tay này bước ra đây để cho em làm lễ cảm tạ quý văn khách. Dạ kính thưa ông bà cô bác, dạ kính thưa các cấp chính quyền địa phương sở tại, suốt mấy ngày qua gia đình của chúng con thật là đau khổ. Anh chị em của chúng con đã mất đi một người mẹ thân yêu, cha của chúng con cũng đã mất đi một người vợ đầu óc tay tối, các cháu cũng đã mất đi một người bà mẫu mình, và họ hàng tháng bằng quý thuộc kể từ nay cũng đã mất đi người bạn láng giềng tình làng nghĩa xóm suốt mấy mươi năm trời nhiều quá. Ông bà cô bác ơi, không có nỗi đau nào mà nỗi đau này không có sự mất mát đã bằng sự mất mát này. Và gia đình chúng tôi cũng không có đơn cơ sở mai táng tân an đã tạo hết mọi phương tiện cho buổi tang lễ. Vợ và mẹ và bà chúng tôi với phần trang nghiêm và long trọng, cũng không quên ơn quý sư thầy đội ân công, anh em trong ban nhạc lễ đã thức trắng mấy đêm liền vừa qua đánh những bài nhạc bi thương hay quá. Quý sư thầy đã tụng những hồi kinh để cầu xin cho linh hồn của mẹ con về biệt cõi Phật. Thăm ân đó, nghĩa từ đó, gia đình của chúng con nguyện khắc cốt ghi ơn và không bao giờ quên được. Dạ chú ông bà cô bác, con mẹ đó chứ tập cây che bên pha nay mất mẹ rồi, rời ra đời con trung cha như núi thay sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng cầu mẹ trung cha cho tròn chữ hiếu, đó là đạo con. Còn cha còn mẹ thì gót con đỏ như son, một mai mẹ mất gót con lấm bùn. Dạ kính thưa bà cô bác, suốt mấy ngày qua nhờ sự thương yêu của bà cô bác, chẳng quản ngại được xa xôi công an việc làm đến đây để giúp đỡ chia buồn cùng gia đình con. Thâm tâm đó, gia đình con bị kết cỏ ngập dập suốt đời mãn bất đức. Giờ đây, đứng trước cổ áo văn của mẹ con, anh em con xin thành tâm có một lại. Xá cũng xá, cũng xá. Cảm đổi ơn cao trời của trở về làm con với đức Phật, mong đức Phật từ bi hỷ xả sớm đưa linh hồn mẹ con về miền cõi Phật. Mẹ ơi, mẹ ơi, con chúc mừng con có dâu tới nghĩa đất thành đạo đức giai ba. Mười hai giờ này sẽ làm lễ độc quan phó lính cựu tán phân nguyên. Giờ đây xin phép mẹ cho anh em con thắp ngọn hồng đăng soi ánh đuốc sáng ngời đưa hồn mẹ về miền cõi Phật.
Sao Hương lấy dầu mà không có lấy hả?